Thế nào, có tin gì mới không? Sếp Công, việc này nếu để người ngoài biết... Tôi hiểu, ông yên tâm đi. Nghe nói có người nhập hàng mới, sư tử đồng đen. Ở đâu? Oanh, người Phú Thọ, năm nay 34 tuổi, tội phạm có tiền án tiền sự, gia đình có nghề gia truyền là ăn trộm mộ. Năm 2004, sau khi được ra trại, đã gia nhập một băng nhóm trộm cắp. Băng nhóm đa số là người cùng quê. Trong tay Hoành hiện giờ đang cầm sư tử đồng đen đó, đã tìm được người mua, chuẩn bị giao dịch mấy ngày gần đây. Chúng ta bắt Hoành trước, giữ tăng vật lại, sau đó lần theo dấu vết. Có khẩu cung của Hoành rồi, dù quân có ngụy biện thế nào cũng vô ích. Hắn vào phòng phát thanh làm gì nhỉ? Ai mà biết được. Cô nhân hộ ông Nguyễn Văn Cao ra bản tin ngay nhá. Vâng. Chị Mai, đối tượng đã vào phòng phát thanh. Bám theo. Thông báo tìm người. Ông Nguyễn Văn Cao xin chú ý. Ông Nguyễn Văn Cao xin chú ý. Có người ở khu vực của bảng tin đến xe đón ông. Có người ở khu vực của bảng tin đến xe đón ông. Tin tức quả nhiên đúng. Hoành sắp ra tay. Sao hắn ta lại bỏ đi nhỉ? Không biết tên này định giở trò gì. Cậu đi theo đi. Đối tượng đã ra khỏi cửa. Taxi. Mục tiêu đã ra ngoài, phải lên xe taxi. Đó. Theo xe kia. Úi giời, cái lưng già của tôi. Chẳng phải tại ba sao? Điều tra trái quy định, ba có hiểu không? Đợi đến khi cái lưng của ba khỏi, ba tự đến cơ quan công an mà viết bản kiểm điểm đi. Trời ơi, tất cả chỉ tại cái tên Gia Cát Minh. Ngưu lang trước nữ khó gặp mặt, mặt trời lên đỉnh khó ngủ lâu. Mơ thấy tiên nhân bay lên trời, mang cái năm mới treo lên vách. Đây là cái gì nhỉ? Tay mình giỏi giải đố lắm cơ mà. Thế không giải được à? Anh ấy ạ? Anh ấy chỉ giải được những câu mà anh ấy thuộc lòng thôi ba ạ. Theo anh nó có nhớ nhầm câu nào không? Cũng có thể là anh nhớ nhầm ba ạ. Trước đây, ba đã từng phá những vụ án tương tự như vậy. Thông thường đây là đố chữ. Nơi nhà sư thường ở thì là nhà chùa. Thế còn, chẳng phải mười cũng chẳng phải muôn. Nhà cổ ở quê thường chiên như vậy là gì ạ? Những tên trộm này nghĩ rất chặt chẽ và cẩn thận. Chúng bịa ra những câu này để cho mọi người cảm thấy là hết sức phức tạp. Thực ra, bọn chúng trình độ chỉ là văn hóa tiểu học. Làm sao bọn chúng có thể nghĩ ra những câu thơ lớn như vậy?
Con cũng nghĩ vậy. Không phải nghìn, không phải mười, đích thị là trăm rồi. Mà ở nhà quê ấy, thì người ta thường chia nhà ra thành gian. Đúng rồi, chùa trăm gian. Ôi, ôi, ba yêu quý của con. Con cảm ơn ba. Còn một câu nữa chưa giải cơ mà. Nơi nhà sư thường ở, không phải mười cũng chẳng phải muôn. Nhà cổ ở quê thường chia như vậy. Thực ra ấy, ba câu thơ đầu này nó không có cái gì quan trọng đâu. Mọi người có thể hiểu là lúc nào đó chúng ta về quê ăn cỗ, rồi thì... Chùa trăm gian. Câu này tôi đã nhờ giải được nghĩa. Chùa này ở Mạn Hà Đông, cách chúng ta không xa lắm. Nghe có vẻ có lý. Mà này, sao bọn trộm lại mò lên tận chùa để ăn trộm đồ thờ cúng à? Ba câu này nghĩa là chùa trăm gian. Đây chính là địa điểm liên lạc của bọn chúng. Tạ ơn trời đất. Ngưu lang chức nữ khó gặp mặt. Câu này ám chỉ ngày tháng, tức là ngày mùng 7 tháng 7. Chính xác. Mặt trời lên đỉnh khó ngủ lâu. Câu này là chỉ thời gian. Mặt trời lên đỉnh là vào khoảng 12 giờ trưa. À, ghép lại là hiểu ngắn gọn là vào ngày mùng 7 tháng 7 vào lúc 12 giờ trưa tại chùa trăm gian. Thế còn mơ thấy tiên nhân đi trên trời là gì? Mơ thấy tiên nhân đi trên... Oanh này. Dạ. Hình như cô nhớ nhầm một từ đúng không? Mơ thấy tiên nhân đi trên mây. Phải không? Hình như đúng là mơ thấy tiên nhân đi trên mây, chứ không phải trên trời. Mà sao anh biết? Mơ thấy tiên nhân đi trên mây, tức là Vân Du. Trên mây. Ta đi, vừa ăn vừa nghiên cứu tiếp. Hôm nay mới là ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch. Còn 2 ngày nữa, đợi khi bọn chúng giao dịch, tóm gọn cùng tăng vật. À, còn cái câu cuối cùng này thì rất là đơn giản. Mang cái năm mới treo trên vách, tức là quyền lịch. Đúng không? Ghép lại là ngày mùng 7 tháng 7 vào lúc 12 giờ trưa tại chùa trăm gian, địa điểm du lịch. Kìa, mọi người không ở lại để phân tích thêm một tí nữa à? Tóm lại, chỉ cần nhớ là 12 giờ trưa ngày mùng 7 tháng 7 tại chùa trăm gian là đủ rồi. Cái anh này hay thật, mất nửa ngày để tìm ra hai chữ vô dụng nhất. Đúng là chỉ có anh.